Thì Osmo đã ra một cái dòng DJI gimbal nhưng mà nó kết hợp luôn cả cái camera, thì nó hơi dở một cái là bạn khó nâng cấp camera, thứ nhất, thứ hai là chi phí rất là cao, và thứ ba là cái việc pin nó nuôi từ trong cái thân này lên trên cái camera nó làm cho thời lượng pin bị giảm xuống và không linh hoạt. Thì cho nên là DJI đã quyết định ra một cái dòng này. Thì cái dòng dòng mới này cơ bản nó cũng chỉ là cái chiếc gimbal chống rung cho thiết bị di động, nhưng mà khác biệt chính là nó chỉ có phần thân và cái phần chống rung ở đây, còn lại những phần còn lại là về cái camera đã được chuyển thành xử lý bằng cái điện thoại. Có nghĩa là bạn có thể gắn một cái điện thoại nào đó từ 5,7 inch và có dung lượng từ 300 gram trở đổ lại, kết gắn vào đây là bạn có thể trở thành một cái camera. Và do không còn cần tốn dung lượng pin để mà nuôi cái camera nữa, cho nên là cái việc thời lượng pin cũng sử dụng của pin cũ giống như cái dòng DJI Osmo, nhưng mà thời lượng pin được tăng lên thành 4 tiếng. Cho nên là hầu như tất cả những cái thiết phụ kiện mà bạn mua cho bản bản trước thì bạn mua cho bản này đều sử dụng được. Và thứ hai là gì? Thứ hai chính là giá thành từ gần 1.000 đô giảm xuống chỉ còn có 300 đô cho cái dòng sản phẩm như thế này, thì nó rất là nhiều ưu điểm. Thì hôm nay mình sẽ xin phép cho một cái bài review ngắn gọn. Thì đầu tiên cầm trên tay thì bạn sẽ thấy là chiếc DJI Osmo Mobile này có một cái thiết kế rất là cứng cáp, rất là quen thuộc. So với lại nếu mà bạn đã sử dụng cái dòng Osmo thì dòng này thì bạn sẽ không thấy cái gì đặc khác khác biệt hết, ngoài phần thân dưới hoàn thiện có nút trước để mà làm chức năng chuyển camera hoặc là định định vị lại, có nút joystick bình thường, nút này là nút chụp hình, nút này là nút là thu thu hình, đây là nút nguồn, và đặc biệt bên đây sẽ có một cái cổng này, khi bạn mở ra đó chính là cái lỗ để cắm cái tripod bên đây, rất là hay. Cũng như là bạn sẽ không phải tốn tiền mua thêm một cái đế nữa, nhưng mà bạn có thể dùng tripod trực tiếp để bạn có thể đứng nó lên để mà làm việc. Rồi, thứ nhất pin thì vẫn như mình đã đề cập là pin sử dụng như cục pin của DJI Osmo cũ, cho nên là không có gì khác biệt hết, bạn có thể sử dụng hai pin khác giống nhau. Thì viên pin này có dung lượng là nó là lithium polymer đời mới và nó có dung lượng lên đến 908 mAh, và thời lượng pin theo nhà sản xuất sử dụng đề cập là sử dụng lên đến 4 tiếng liên tục. Vì thời lượng pin dài như vậy nhưng mà cục pin này cũng khá là khó chịu, có nghĩa là khi mà bạn sử dụng thì bạn có những cái khuyến cáo rất là nhiều, ví dụ như sạc pin là phải sạc đầy và không được sạc đầy để quá lâu, có nghĩa là nó đã đầy rồi thì bạn khi mà đã no pin rồi thì bạn không được để pin nó quá lâu. Thứ hai là không được để xài quá tụt quá dưới 20% thì cũng đúng, tại vì dòng pin này là pin lithium polymer đời mới, nó không khuyến khích cho bạn giống như là trên điện thoại vậy đó, nghĩa là bây giờ không khuyến khích là bạn xài cạn pin rồi bạn mới sạc, mà khi mà báo pin cạn rồi, pin hết rồi thì bạn nên sạc là vừa. Và điều đáng tiếc của cái dòng này chính là cái việc sử dụng cổng 3.5 để mà sạc, có nghĩa là dù cổng dây của nó là cổng dây USB, nghĩa là bạn có thể sạc bằng sạc dự phòng, sạc bằng bất kỳ cái gì, nhưng mà cái cổng này nó hơi kỳ. Nếu như mà thay đổi bằng cái cổng micro USB hoặc là thậm chí là USB Type-C thì mình sẽ cảm thấy là nó sẽ giống như là nó phổ thông hơn. Rồi thì mình sẽ nói sơ qua về cái chức năng. Thì DJI có bán kèm một cái bộ dock, bộ đế giá 10 đô, nhưng mà cái bộ này là cái bộ của bên hãng thứ ba, nó cũng có chức năng tương tự. Thì cái dock này chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, thứ nhất là bạn để mà không cần phải cầm, thứ hai là làm gì, có nghĩa là để khi mà bạn mới mua máy về bạn cần phải cân bằng thì bạn phải để ngang như vậy, tại vì bạn không thể nào cầm cái bán mà bạn cân bằng được cái điện thoại đó. Thì cơ chế cân bằng của DJI Osmo Mobile là dùng cơ chế cân sẵn nằm ở trong đây, nghĩa là bạn chỉ cần gõ dặn cái đúng này và bạn kéo ra kéo vào để bạn cân bằng, chứ không cần phải dùng tạ phụ. Và có nghĩa là như thế nào, có những cái điện thoại quá bự thì nó sẽ không thể nào cân bằng được, thì cho nên là nếu mà bạn dùng điện thoại quá nặng để lên mà bạn không cân được cái này và bạn cố tình sử dụng, nó có thể cân điện tử, có nghĩa là sao, thì cái motor này luôn luôn giữ cho các bạn cái điện thoại nó cân bằng, thì sẽ xảy ra tình trạng nó sẽ cháy motor. Cho nên là mình không khuyến cáo cho những cái điện thoại nếu mà bạn không cân bằng tay được, nếu mà bạn cân bằng tay không ổn thì bạn không nên sử dụng cái điện thoại đó. Thì đây là chiếc Samsung Galaxy S7 Edge, thì là cái dòng này là cái dòng khá là cao cấp của Samsung rồi, chỉ thua nổi dòng Note 7 thôi, mà mình nghĩ Note 7 thì sẽ không recommend để mà đưa vào cái con Osmo Mobile này, tại vì nó quá to. Thì cơ chế đẩy vào rất là dễ, bạn chỉ cần đặt vào và không cần phải nghèm, không cần phải nghiết gì hết, bạn chỉ cần vặn vặn lại. Mình rất thích cái kiểu này, không kéo không gì hết, vặn cái nút này là bạn thấy cái ngàm nó tự động nó chặt lại ở trên. Cái cơ chế này rất là thông minh, mình rất là hài lòng với cái cơ chế mà giữ máy này rất là chắc chắn. Khi bạn giữ xong rồi thì nó chưa cân bằng, bạn thấy rõ ràng cái điện thoại chưa cân bằng, nghĩa là bên này nặng quá, bên này nhẹ quá, thì bắt đầu bạn mới vặn cái nút này. Lúc này chính là nút gỡ cân, mở khóa cân,
mở ra. Khi bạn mở ra rồi thì bắt đầu bạn có thể điều chỉnh là bạn bẻ đẩy ra, đẩy ra thì bắt đầu là cái vị trí cân bằng nó sẽ cân lại. Thì bạn thử bằng cách nào đây, bây giờ là cái cân nặng hơn rồi, đúng không? Cái cân nó bị nặng hơn thì bạn đẩy vô lại, khi nào mà bạn thấy là nó cân đây, chính xác bắt đầu gần cân rồi đó. Thì mình cũng không cần chính xác cho 100% là cân, tại vì nó cũng có cân điện tử. Nhưng mà nếu mà bạn cân vật lý tốt thì cái motor nó sẽ không phải quá chịu nhiều lực cho cái điện thoại. Đây là cân rồi, khi mà đã cân rồi thì bắt đầu mình sẽ dặn lại, khóa cái cân này lại để cho nó không có di chuyển. Thực tế là cái cân điện tử này nó cái cân vật lý này nó rất là chắc chắn, và mình cảm thấy cái việc mà nhôm, sử dụng nhôm cho cái cân này rất là mang tính rất là premium. Cái chất liệu mình cầm mình thấy rất là sướng tay, bỏ ra số tiền 300 đô mà sử dụng một cái sản phẩm như vậy mình thấy rất là tương xứng với nó. Nó không có nhẹ như một số dòng gimbal khác. Rồi khi mà mở lên rồi thì mình sẽ nói sơ qua cái gimbal cân bằng này, nó có hai chức năng. Có thể là cân bằng không cần dùng phần mềm DJI Go trên điện thoại, hoặc là bạn có thể dùng phần mềm. Khi bạn dùng phần mềm á thì mình cũng nói sơ qua luôn, đây cái này là DJI Go. Khi bạn dùng phần mềm này á thì bạn sẽ có nhiều tính năng hơn, có nghĩa là bạn sẽ kết nối, bạn sẽ cân bằng trên đây, hoặc là bạn sẽ có nhiều tính năng mà trên DJI đã giới thiệu cho bạn, có nghĩa là bạn có thể follow, những chức năng là có thể tracking được, khi mà khuôn mặt mình đi đâu nó sẽ tracking theo. Nhưng mà nó bị giới hạn một cái là gì, có nghĩa là chương trình DJI Go này chỉ quay được tới maximum là 1080, không quay được hơn 4K là quay được gì chất lượng của thằng camera. Thứ hai là khi mình sử dụng, mặc dù là không có một cái thông tin gì truyền tải vào trong cái cây cầm này hết, trong như là Osmo, mà là chỉ kết nối Bluetooth với lại cái này, nhưng mà mình vẫn gặp tình trạng là hình ảnh thu được bị lắc, nghĩa là hình ảnh nó bị giật, bị lỗi, cho nên là mình cảm thấy là hơi bị uổng. Có thể là do những phần mềm sau này, đây khi mình vừa mới bật lên mà thấy nó cần liền, cần điện tử liền, và khi bạn cầm vào mà thấy nó hơi kêu nhẹ, tại vì cái motor nó chạy. Thì khi mà bạn bật máy lên thì mình sẽ vô phòng Bluetooth, bật Bluetooth lên và mình sẽ kết nối với DJI Osmo, kết nối cực nhanh vậy thôi. Rồi xong, khi mà kết nối xong rồi thì mình mới vô đây, thì nó sẽ hiện lên cái phần connect equipment, thiết bị đây, camera đó, hết đi, connect xong thì nó sẽ có một cái phần tutorial hướng dẫn bằng cách sử dụng. Thì mình sẽ đi sơ qua, đầu tiên nó sẽ hướng dẫn cho bạn là cái việc để mình thử coi, mình khá vào lại đây, kết nối vào thì ready. Thì đầu tiên nó sẽ hiện trên đây, point Osmo mobile left and right or up and down, có nghĩa là sao, bạn cầm cái này bạn di chuyển cái camera đi lên đi xuống đã. À sorry, thôi có nghĩa là mình sẽ xoay như vậy và xoay như vậy, có nghĩa là khi mà bạn quay như vậy thì cái camera tự động thằng Osmo nó sẽ làm cho cái việc chuyển động qua lại của cái thằng của camera cực kỳ mượt mà, giống như là chuyên nghiệp đó. Đó là cái điểm đầu tiên của cái cân bằng, nó làm cho những cái chuyển động camera rất là mượt mà. Thứ hai, slide the stick left and right to up and down, có nghĩa là bây giờ mình trượt lên, trượt xuống, trượt qua trái, trượt qua phải. Đó. Có nghĩa là khi mà bạn trượt như vậy thì những cái chuyển động trung tay lắc như vậy nè, nó sẽ khử gần như là triệt tiêu hết, thì bạn thấy được cái hình ảnh của nó rất là đẹp. Có thể quay như vậy. Đó. Thì nó rất là hay. Đó là chức năng đầu tiên mà khi mà mình mua cái cây chống rung để làm chuyện đó, để cho khử hết những cái độ rung của tay. Mặc dù đã có chống rung quang học nhưng mà không thể nào nó khử được. Rồi. Tiếp theo, cái cây joystick, cái cây này là mình sẽ điều khiển được là cái quay nó như thế nào. Thì mình quay qua đây, nó sẽ quay qua đây. Đó, thì có nghĩa là mình sẽ thấy được là cái việc camera nó sẽ quay rất là mượt mà. Rồi, ví dụ như mình không thích là nó chuyển động kiểu này, mình muốn nó chuyển động trước mặt, nghĩa là lúc nào hình ảnh, có những người giống như mình ban đầu mình cũng nghĩ, ủa tại sao kỳ vậy, nếu vậy mình quay nó sẽ quay như vậy nó hơi kỳ. Thì giờ mình muốn quay trước mặt thôi thì sao, mà muốn khử rung thì sao, đằng trước nó có một cái nút bấm này, khi bạn bấm bạn giữ luôn, nó sẽ cố định cái camera lại, cố định cái điện thoại của bạn lại. Đây, thì bây giờ bạn di chuyển nè, bạn thấy không, cực kỳ cố định, có nghĩa là nó sẽ giữ cho cái camera lúc nào cũng đứng yên. Có nghĩa là bây giờ cái tay bạn rung cỡ nào cũng vậy, bạn có rung tay cỡ nào thì chăng nữa thì cầm được cái này vô thì nó sẽ giữ cố định. Rồi khi mà ví dụ như, rồi tiếp theo, chức năng tiếp theo là ví dụ như bạn xoay như vậy mà thấy cái camera bắt đầu nó bị méo, nó không còn ở chính giữa nữa, nó không còn trước mặt bạn nữa,
thì bạn sẽ nhấn cái nút bàn trước hai lần, nó sẽ chỉnh ở chính giữa, nó sẽ chuyển cái camera về ngay thẳng đó. Bây giờ camera sẽ nằm chính giữa ngay cái khuôn mặt của bạn này. Bạn thấy cái camera nó bị cái máy chụp hình nó bị méo, bấm hai lần ngay lại đó, giống như là chơi Xbox mà khi bấm cái nút joystick bấm chính giữa một cái là tự động nó chuyển về chính giữa. Nó cho cái chuyện phù hợp giờ hình ảnh 3D là nó sẽ bị tình trạng, thì cái chức năng double tap hai lần của cái nút này cũng là làm việc đó. Rồi thì đó là những tính năng. Thì tính năng đầu tiên mình sẽ đi qua nhanh là cái việc cái gimbal này hỗ trợ. Thứ nhất, hiện lên biên, có nghĩa là nó sẽ điều khiển được hết, hầu hết những cái tính năng của cái máy điện thoại này. Ví dụ như chuyện hiển thị pin của cái gimbal này để bạn biết, và chức năng chuyển chế độ chụp timelapse hay là mà multi timelapse. Thì do là con này nó có chức năng là chống rung, cho nên là khi mà chống rung cân bằng, cho nên là khi mà bạn chụp timelapse hay là chụp phơi sáng á, phải cầm tay thì sẽ không hình dạng rung. Đó là cái điểm đặc trưng của thằng gimbal chống rung. Thứ hai là tính năng tracking. Khi bạn bấm vào đây nó sẽ hiện lên là tính năng tracking là hình cái màu xanh lá cây. Thì sao? Khi mà bạn vẽ, ví dụ như mình tracking cái bông hoa này, thấy nó hiện lên, đúng không? Rồi, bây giờ bạn thấy không? Bạn thấy cái camera tự động chuyển lên rồi nha. Bây giờ mình di chuyển nè, nó vẫn nằm trong cái khung hình đó. Vẫn luôn luôn nằm trong cái khung hình đó. Bây giờ mình xoay qua đây nó cũng phải nằm bên đó. Mình xoay qua đây nó cũng nằm bên đó. Có nghĩa là sao? Đó là ví dụ như là hình tĩnh, nhưng mà nếu mà hành động như một cái người nào đó, thì khi mà bạn để cái tay cầm như vậy thì cái camera này luôn 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 bắt cái người đó nằm trong cái khung hình của bạn. Thì bây giờ ví dụ như người đó có đi đâu thì cái camera này nó cũng đi theo, thấy không, cực kỳ thông minh đó. Tất nhiên là đó, như mình đã nói là cái ứng dụng này nó rất là hay, được DJI đánh giá là quảng cáo dữ dội luôn, nhưng mà thực tế khi mình sử dụng thì nó rất là tiếc là nó lại chưa được hiệu quả cho lắm. Mình không biết tại sao, có thể là do những cái phần mềm sau này, tại vì lúc nãy mình bật máy lên thì mình lại quên mất không cập nhật, thì có thể lát nữa mình sẽ thử cập nhật như thế nào. Nhưng mà về cơ bản là rất là hay. Đây, bẻ tay như vậy nó vẫn bình thường, nó vẫn đi theo được, rất là tốt. Rồi đó là những tính năng cơ bản của nó. Và như mình đã nói là khi mà quay phim thì rất là tiếc là cái độ phân giải của thằng này nó chỉ lên được full resolution, chỉ lên được 1080. Và đặc biệt là khi mình thử nghiệm á, thì hình ảnh á, khi mà nó quay á, có bị tình trạng là xé hình, có nghĩa là giống như là truyền tải, nó không biết là nó lưu dữ liệu từ chương trình vô trong máy nó bị lỗi hay sao đó, nó bị xé hình. Nhưng mà mình chưa thử trên iOS tại vì nó hỗ trợ cả hai, nhưng mà trên Android thì nó bị tình trạng như vậy. Nếu như bạn không thích tính năng của thằng này thì bạn có thể chụp tính năng camera mặc định của nó, nghĩa là bạn thoát ra ngoài rồi bạn sử dụng camera gốc, thì cơ bản là nó vẫn hỗ trợ rất là tốt. Đây, nghĩa là nó vẫn cân bằng bình thường, nhưng mà nó chỉ cơ bản là cân bằng thôi. Vì nghĩa là bạn phải dùng tay bạn di chuyển như thế này, cái chức năng follow tracking này nọ là nó mất hết, nó không có. Nó thì nếu mà cơ bản bạn thích tính năng là dùng gimbal không thì nó vẫn hỗ trợ. Ban đầu mình nghĩ là bắt buộc thằng DJI Osmo Mobile này nó bắt buộc phải xài chương trình của nó, nhưng thực tế là khi mà mình sử dụng thực tế thì rõ ràng đây là một cái thiết bị gimbal rất là hiệu quả. Đây mình đang giữ nút nha, mình đang giữ nút và cho nó quay, nó vẫn chống rung rất là tốt, rất là ổn luôn. Đó. Thì đối với mình, đối với quan điểm cá nhân của mình thì một chiếc gimbal cầm tay chất lượng tốt, giá thành phải chăng, chỉ có $300 và có nhiều tính năng như vậy, chưa kể là một cái bộ phần mềm của DJI hỗ trợ tốt như vậy, một hệ sinh thái gồm phụ kiện này nó cũng được rất là nhiều như vậy, thì rất là đáng để đầu tư nếu bạn có nhu cầu. Thì đây là cái review sơ bộ để cho các bạn có thể cái nhìn sơ bộ về một cái chiếc gimbal mới ra mắt của DJI Osmo Mobile.